Rồi em xin mến chào cả nhà. Thì hiện tại bên em bán các mặt hàng như sau nha. Đây là khô cá lóc 260 ngàn một ký. Và đây là khô bò 120 ngàn một hũ. Đây là hạt mít cao 130 ngàn một hũ. Khô mực xé sợi hấp nước dừa 120 ngàn một hũ. Khô gà 100 ngàn một hũ. Sugo cải thiện cho bé biến ăn lười ăn 450 ngàn một chai. Kem body 290 ngàn một hũ. Combo chị nấm 100 ngàn một combo. Và nước sợ vải 100 ngàn một chai. Đó, thì cả nhà mình có yêu mến tem em cũng như là yêu mến em thì ủng hộ mua hàng giúp em với số điện thoại nằm bên trên nha cả nhà. Bây giờ em xin mến chào cả nhà nha. Nóng quá. Đây đó. Em ơi. Rồi bữa nay anh đi sửa điện ở trên đường Thái Dịch Tre cho nó. Rồi có gì ở nhà cơm nước nha. Rồi bà chị nói tôi biết rồi mà. Để gì lo việc mình làm đi. Làm gì bà ở nhà mà trang điểm rồi vậy? Thì nắng nực quá thì cuộn tóc lên trang điểm gì. Công việc làm đâu đi làm đi, nhà tao biết rồi, tao không biết đâu, tao lớn rồi trời ơi. Coi tôi đi làm đó bà ở nhà bà nấu cơm nấu nước gì đó nha. Thì nhà tôi ăn này, tôi biết tôi nấu tôi ăn rồi. Chiều anh về đó. Rồi có gì ấy. Thì ngày nào không vậy? Đi làm đâu đi làm đi. Rồi. Thôi để này sửa bà cái điện lưới ở trên cảnh người ta kêu gấp quá trời nè. Đây công ty nó điều hôm nay đi tới sáng trẻ nó hơi xa. Nè nè đi nói nhiều quá à. Rồi vậy thôi anh đi à. Đi đi. Bắt đại xử lý nhìn mặt không ưa rồi mà đứng nói chuyện hoài. Nhận thất chơi chạy. Giờ mình làm đẹp ở nhà cũng đâu có ai đâu coi. Không muốn làm gì giờ chạy. Để điện mấy bạn nhậu coi. Giờ này không biết qua ở nhà để mà làm với mình không nữa. Đâu mà đổ chuông mà mất máy không biết. Ờ, alo. Bà Đào hả? Giờ tôi ở nhà buồn quá, có nên buồn quá, bà chồng đi làm nữa rồi. Bà có không rảnh thì qua đây cùng bà nhậu với điện thêm mấy ông bạn qua nhậu luôn. Bà cũng rảnh hả? Rồi bà điện đi nghe, bà điện mấy ông bạn của bà rồi đó, qua nhậu luôn. Rồi. Ở đây tôi đi mua trái cây với bia rượu hết rồi đó. Rồi nhanh nha. Rồi. Điện gì mà kêu lại liền nói dữ vậy? Nãy điện bà kêu bà qua nhậu gì ở nhà có nên là buồn chết, không đi làm nữa rồi. Làm nữa hả? Tôi nãy nói ngại chạy. Hồi nãy tôi kêu bà điện hai ông bạn qua nhậu đó, bà điện chưa ạ? Điện rồi. Mà nó nói để nó qua liền đó, mà sao cách vậy? Đây tôi mua bò hết rồi nè. Rồi mà thiếu gì nữa không? Điện cho nó mua thêm. Thôi, mình nhậu đơn sơ thôi. Điện mà sao đi chặn dữ không biết. Biết có đi không nữa. Làm xem thơm thì để nắng lên. Đó, okay. Trời ơi trời nhá. Mới nhắc mà tới liền rồi đó hả? Không? Tưởng không lại nữa là hai đứa tôi là làm một mình luôn đó à. Đi qua đây nè. Một dĩa trái cây thử khước chưa ạ? Để tôi đi lấy gì vậy? Giao bọng gì đâu, mồi mạng gì để nguyên cái cạp phải gì? Uống gì? Tính cạp phải gì bà này? Cạp phải gì mà để nguyên trái gì á? Vô làm cái đi. Rồi anh uống trước đi. Vô chợ hàng uống cái nha. Uống chuối người ta đi. Chuối gì đâu mà nó cay dữ hả? Tôi nghe mùi này mạnh lắm nha. Ngọt này luôn. Ngọt luôn hả? Thôi người hút miếng đi. Trưa này nhậu trái cây hả? Thì nhậu trái cây cũng được, nó mát. Nhậu trái cây đi. Trời ơi quá mạnh sạc rồi. Gì có người bị lao nha gì trời ơi, nó bắt tài vô dụng như lắm rồi, thì xin lý nữa rồi con có không nói gì xấu chồng vậy mày? Chồng đâu mà ở nhà nhậu gì dân chồng về gượt chết à? Rồi vậy trời ơi, nó bắt tài vô dụng như lắm, nó thì nếu xin lý nữa, tao nói
không mặn ăn gì chân, mới vô có nằm ngủ kêu anh ơi anh ngóc đầu ngồi vậy nha, quay ngang xèo xuống mẹ nó rồi không làm ăn được chơi biết chán gì trời ơi sao tải dữ hả. Cái thằng chồng tao mà mới đụng vô á là nó cứ nhắc luôn á. Nhắc thì vô được không? Không được. Cũng 50 phút cũng ra như thấy ông 50 phút ra đâu nửa tiếng đồng hồ. Tôi mau xỉn mau về, thằng chồng về được chạy chết luôn á. Ừ nó đi làm lâu lắm mới nó về kịp mới về. Ăn đi ăn đi, không biết đi đâu, biết đâu về bất tử rồi chạy chết luôn á. Người xỉn là biết đường đâu chạy. Lấy ăn đi. Xỉn tôi ở đây tôi không biết đường đó nha. Rồi nó vô dụng dữ lắm. Nó không có nào không làm được gì. Không biết đường chạy á. Ở đây giờ vòng vòng đường lạ đó. Chạy cái gì mà chạy. Nó vô dụng dữ lắm luôn. Tới tay hả? Tại tay không đây. Có chuyện phòng the không đó mà nó làm còn không được. Nó làm được cái chuyện gì tôi. Tôi chán lắm rồi. Không có nãy ông già tôi là tôi bỏ nó lâu rồi. Ê ơi chắc chưa này mà uống ăn quất một ly này hở phổi ra trời. Vô anh. Đấy làm lại gai đi. Nó yếu sinh lý nó bắt tài dữ dằn. Thiệt chán. Chuyện chồng em bên sinh lý á để anh lo. Thôi tụi lao nội ơi nói gì chồng chỉ nghe được buồn lắm nội. Nãy đi có nói nào về không? Chiều rồi chiều mới về. Chiều mới về nha. Trời mới vô bước vô có mấy ly mà nó nóng trong người dữ trời. Quýt này mua đâu ngọt ta? Mua chảo. Trời nó trời. Cái nữa đi, không cái nữa đi. Tới ngoài cái nữa hết rồi nghỉ luôn. Hết nổi rồi đó nha. Tới rồi đó, nhiều gần được rồi. Mệt chứ ta. Thằng ơi uống gót một cái mà uống cái gì đây còn chừa gì đây nha. Long gần nha. Chết luôn rồi. Uống gì một lần mà một ly với trời. Uống cho mau xỉn là nghe sợ thằng chồng nó về được chạy chết luôn á. Nó hôn á chiều chồng nó mới về. Thôi ngồi đây nha, tôi đi toilet kìa. Đi nổi không ai em? Nặng cái đầu á, giờ này nặng cái đầu quá rồi. Trời ơi, hỏi mình sao rồi. Sao không? Thôi, tôi uống nửa ly này nữa, tôi anh. Ha nổi vậy đó. Nổi thôi em lên giọng em nằm đi. Thôi em anh ạ. À, còn hai ông nữa cưa đi. Trời say sẩm rồi. Đi coi chừng té đó. Hai năm cưa như hết này nghỉ. Vì sấm là trời. Trời, ngồi béo bỏ gì cũng ăn sao được trời. Tướng gì ngon dữ à. Thơm dữ trời. Ngủ. Trời ơi, Út, mẹ anh với ai hả? Út, mẹ anh với ai hả? Rồi chồng mày đâu? Chồng mày đâu, mẹ anh với ai hả? Con với ai? Chồng mày đó hả? Chồng con với ai? Mày dòm lại coi. Trời ơi. Ủa, ơi, ở đây vậy? Trời. Trời ơi, như vậy rồi sao? Có nhìn mặt mũi gì nhìn người ta không? Dạ. Hả? Không là con chỉ là con thỉnh con đi đây con nằm thôi chứ. Ông này ở đâu cũng vô đây vậy?
Đâu? Đi làm gì à cha? Rồi chồng mày đâu? Ông con nó đi làm rồi. Chồng mày đi làm? Dạ. Rồi thằng này thằng nào? Thằng này là bạn nhậu đó, là nãy nhậu thỉnh rồi con đi vô, con ngủ rồi. Đâu? Vô đây, sao vô đây chi vậy? Mày ơi, đã nói rồi. Ủa, tía đi đâu tía? Ủa? Tía là nằm nè. Ở cái gì ở đây vậy? Là nãy là gì tía? Em chỉ nhậu rồi xỉn thôi, lúc hồi em đi vô đây nhưng mà hiểu lầm thôi anh. Rồi cái thằng Tuấn này nhưng hiểu lầm không nó nghĩ đi chạy đến đây mà ui cái giời đi. Mày ơi, trời trời Út ơi Út, mày làm gì đó rồi mà không sao mày nhìn mặt người ta không? Dạ. Hả? Con không có ý gì đâu tía. Từ đây sắp tới đó, tao từ mày luôn, không cho mày về luôn, hết nhìn mặt bà con dòng họ gì hết nha. Từ đây sắp tới là từ mày luôn. Rồi. Rồi sao em ở nhà? Ở nhà mà anh kêu nấu cơm nấu nước rồi sao đi bỏ đi ăn gì nhậu rồi giờ này rồi thằng khác vô nhà là sao? Có nãy chỉ nhậu với bạn thôi, có chị Đào nữa. Trời ơi trời, con đàn bà hư đốn rồi. Rồi em tỉnh rồi em nằm đây nè. Trời ơi trời, tía ơi tía. Thôi Thanh đi ra đây nè, đi ra đây nè, tía biểu nè. Mày tự để tới không về xứ nha. Tự mày luôn, Thanh ra đây ba biểu nè. Trời ơi trời. Trời ơi con đàn bà hư đốn. Tối này á, cho mày hư đốn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.